Dạ vâng, Shopee Tuấn em gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê PCP trên cả nước. Thì hôm nay lại trong một đoạn video ngắn này, rất là vui được gặp tất cả anh em ạ. Đấy, phải thật là vui thì lên gặp anh em nó mới ok được. Đấy, mang lại cho anh em những cái sản phẩm thật sự là chất lượng nha anh em nhé. Như anh em nhìn trên màn nhỏ đây là một cây Epic cấu hình tầm trung anh em nhé. Giá nó hơn 6 triệu đồng anh em nhé. Giá nó hơn 6 triệu đồng thôi. Đấy. Nó ở tầm khoảng là cũng 6 triệu rưỡi, 6 triệu 7 gì đấy anh em nhé. Đấy. Anh em muốn biết rõ giá chi tiết con này nó là chính xác là bao nhiêu anh em điện trực tiếp cho em. Đấy, giá hơn 6 triệu đồng. Cây này bao cho anh em là 60 mét là lắp C2 nhá. 80 mét anh em vụt cò anh em nhá. Anh em chưa có kinh nghiệm bắn rồi thì có thể bêm được xa hơn anh em nhá. Nếu mà để tầm bắn sai nó vô cùng lắm. Nhưng mà độ chuẩn xác còn tùy thuộc vào cái kinh nghiệm bắn của anh em nữa. Biết căn cái tâm vạch của kính, biết đoán điểm rơi của đạn, căn được gió thì anh em bắn độ chuẩn xác mới hiệu quả cao được anh em nhá. Thì bên em thì có 3 số điện thoại đây. Anh em có nhu cầu đặt hàng, mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp một trong 3 số để được gặp em. Đấy, em sẽ lên cho anh em một cấu hình nó phù hợp với cái túi tiền của anh em chơi. Đấy. Hoặc là anh em kết bạn Zalo với em nhé. Bằng 2 số điện thoại trên này. Thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của sản phẩm và kèm theo giá để anh em cân đối tài chính của mình khi lựa chọn nhé. Thì bên em là ship COD và gửi xe. Đấy, ship COD qua đường shipper anh em nhé. Đấy, qua đường shipper hoặc qua đường chuyển phát thì anh em chia ra làm 2 hoặc 3 gói hàng để gửi đi cho anh em. Anh em nhận được gói nào thanh toán gói hàng đó. Quyền lợi của anh em là đứng bóc ra kiểm tra hàng đúng hàng đúng sản phẩm anh em thanh toán nhé. Không đúng hàng đúng sản phẩm anh em không phải nhận. Đó là quyền lợi của anh em để anh em tránh bị lừa đảo, tránh anh em bị mất tiền oan. Đấy, ok chưa? Thì phương thức thứ hai là phương thức gửi xe gửi cả cây cho tất cả anh em. Anh em nhận hàng thanh toán nhà xe, nhận một lần thôi, nhận cả cây về chỉ việc bêm anh em nhé. Đấy, về chỉ việc chơi thôi. Tất cả em đã lắp ráp sẵn rồi. Đấy, tất cả em đã lắp ráp và test căn chỉnh cho anh em rồi. Đấy, chỉnh zero cho anh em khoảng cách 5-60 mét về anh em chơi xa hơn anh em tự căn chỉnh sau nha anh em nhé. Đấy, về anh em chỉ việc chơi thôi. Tất cả em đều fix lỗi rồi, về anh em nhận một hàng một lần thanh toán nhà xe. Đấy, về cầm về chỉ việc đi kiếm mồi nhậu thôi anh em nhé. Đó, anh em mua hàng cọc cho em 200.000 hoặc 300.000 cọc cái tiền trách nhiệm anh em nhé, thì tiền cọc của anh em sẽ được trừ đi chứ không mất nghìn đâu nghìn nào cả của anh em nhé. Đó là những cái phương thức giao dịch của bên em. Đấy, anh em xem video cố gắng lắng lại xem hết video để nghe hết cái cách thức giao dịch này và hiểu rõ hơn về cấu hình của cây củi anh em nhé. Đấy, để anh em lựa chọn cho nó ok nhất. Thì như anh em nhìn trên màn nhỏ đây là một cây Epic. Đấy, một cây Epic cấu hình tầm trung anh em nhé. Thì cái cấu hình này em đang sử dụng cho nó là kính Discovery 4-16x40, có đèn hồng tâm, bắn được cả ban đêm anh em nhé. Hàng Discovery này, ưu điểm của cái hàng Discovery này là cực sắc nét nha anh em nhé. Đấy, tầm nhìn bao quát cực rộng luôn. Combo là combo Q anh em nhé. Q là Q Epic Igun, Q đầu sói. Đấy, có chốt an toàn, tay cầm nhựa, báng là báng chữ A, báng là báng gấp rút được anh em nhé. Anh em thích dài ra thì anh em ấn vào lẫy này cho em. Đấy, anh em ấn vào. Đấy, anh em thích dài ra thì anh em lại kéo ra. Đấy, tùy thuộc vào anh em thích ngắn hay dài thôi anh em nhé. Báng là báng gấp rút, anh em thích gấp lại thì anh em gấp bấm vào cái nút này cho em. Đấy, anh em có thể gấp lại được nha anh em nhé. Đấy, anh em có thể bỏ vào cốp xe. Anh em có thể bỏ vào cốp xe hoặc là bỏ vào trong ba lô, rất chi là ngắn gọn và thuận tiện luôn anh em nhé. Đó. Bộ hơi thì đang sử dụng là bình nhôm 0.45. Bình nhôm 0.45, có 0.35 và 0.45. Đây là anh khách này anh yêu cầu lắp cho anh bình 45 để anh đi chơi nhiều, anh bơm được nhiều hơi. Van là van Dergem của công ty Hoben. Hàng này hàng chính hãng anh em nhé, hàng công ty. Đấy, chỉnh áp bằng lục giác anh em nhé, chỉnh áp bằng lục giác ở bên ngoài, thuận tiện cho anh em chỉnh mọi mức áp mà anh em yêu thích. Giảm âm là giảm âm Sniper anh em nhé, giảm âm Sniper, hai khúc ôm chọn cành, giảm này cực êm anh em nhé, giảm này cực êm. Hai khúc ôm bọc cành này thì độ thẩm mỹ của nó thì rất chi là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, mà quan trọng là giảm này độ trượt âm nó 90-95%. Đấy, đảm bảo cho anh em là bắn là không có tiếng lỗ to. Con em đang sử dụng là lòng 20 anh em nhé, lòng lô tha quay dư tem vàng 20. Đấy, bản này là bản lòng đủ luôn, đủ 20 inch. Em đã tiện sơ mi sẵn rồi, không dùng sơ mi sơ cua nên là ráp lên cho anh em là cái độ dơ lắc nhé. Độ dơ lắc của nó không hề có luôn, nên là đường đạn đi cực chuẩn chỉ nha anh em nhé. Đó, ba cho anh em là 6-70m lắp C2, 8-90m anh em vụt cò, rơi cò. Chỉ việc lượm thôi anh em nhé, chỉ đi lượm mồi thôi anh em nhé. Quà tặng kèm theo sẽ tặng cho anh em là một băng đạn và một hộp đạn anh em nhé. Một băng đạn và một hộp đạn kèm theo, một băng này thì gài được 11 viên. Anh em có thể gài 11 viên, bắn hết anh em lại gài tiếp. Đấy, một viên một hộp đạn này sẽ gần 300 viên. Anh em có nhu cầu mua thêm thì đặt thêm. Đấy, em thì sẽ em có bán cả đạn luôn anh em nhé. Đấy, và em bán tất cả những cái dòng phụ kiện luôn. Đấy, liên quan PCB để dùng để anh em thay thế, anh em mua phụ kiện này em cũng bán nhé, bán cả cây em cũng bán nhé. Gì cái gì cũng bán, từ cái dòng sim, từ con ốc chí em cũng bán hết. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng chỉ cần liên hệ trực tiếp với em bằng một trong ba số điện thoại này anh em nhé. Giá con này là hơn 6 triệu đồng. Hơn 6 triệu đồng anh em nhé. Đấy. Thì anh em xem video đừng quên đăng ký kênh nha em nhé. Đừng quên đăng ký kênh ở góc màn hình để ủng hộ em nhé. Thì anh em có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em một trong ba số. Thì em sẽ
Kết thúc video ở đây thì những gì truyền tải đến anh em thì em đã truyền tải hết rồi, thì anh em rất kính mong anh em là dành cái nhiều cái thời gian để ghé qua bên shop để ủng hộ shop nhiều hơn đấy. Sự ủng hộ của anh em là cái động lực cho em phát triển nhé. Cảm ơn tất cả anh em, hẹn gặp tất cả anh em ở những video clip tiếp theo. Chào anh em.